Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 13 tháng 12 tuyên bố Mỹ đã làm tổn thương nghiêm trọng lòng tin, khó khăn lắm mới gây dựng được giữa hai nước khi chỉ trích Bắc Kinh về các vấn đề như Hồng Kông hay cách Trung Quốc đối xử với người Hồi giáo Uyghur. Ông Vương nói có những vấn đề rất gai góc cần được giải quyết và các vấn đề đang gây những thách thức nghiêm trọng cho tương lai mối quan hệ giữa hai nước. Căng thẳng song phương về các vấn đề như biểu tình ở Hồng Kông và cách Trung Quốc đối xử với người Hồi giáo thiểu số Uyghur đã tăng cao trong những tháng gần đây, trong lúc đôi bên đang tìm cách giải quyết cuộc thương chiến kéo dài 17 tháng qua. Mỹ gần đây đưa ra một số đạo luật có thể nhắm mục tiêu các giới chức Trung Quốc bằng chế tài vì những vi phạm nhân quyền ở Hồng Kông và Tân Cường. Bắc Kinh mạnh mẽ lên án một đạo luật mà Mỹ ban hành và cho biết đạo luật này đã can thiệp nghiêm trọng đến chuyện nội bộ của Trung Quốc.